đi vô đây bẻo. Con gái lì như quỷ à. Mày khóc cái gì? Đi đây. Mày im, mày khóc hay mày cười vậy? Dạ con đang khóc. Khóc cái gì? Hết vé mà khóc cái gì? Vô đi ngồi đi, vô đi ngồi tôi biểu. Đi ơi, đi dắt con đi đâu mà đi dắt đi hoài vậy chị? Tao ơi, chưa thấy ai mà con cái mà nó mắc nết như mày. Con gái mày không đẹp mày vẫn có chút cái nết chứ. Mày bị gì mày vô duyên dữ vậy? Ngày nào tao phải đi lo chuyện mà mày làm hại người ta, mình tùm lum cái này kia tao đủ mệt rồi. Con có làm hại gì đâu. Học hành không lo kiếm cái nghề cho nó đàng hoàng. Cái mặt xấu như quỷ mà đòi làm hoa hậu. Qua bà nội mẹ. Con tại vì, ở xóm nó nói con đẹp nhất, độc nhất, lạ nhất. Nó kêu con thi đi, đi thi hoa hậu. Giờ tía không cho con thi á. Vậy thôi tía cho tía bán hết ruộng vườn nhà cửa, tía đưa tiền cho con đi. Bán hết ruộng vườn nhà cửa đưa tiền cho mày làm gì? Dạ để con lấy cái tiền đó con đập nát mặt con ra, con thẩm mỹ viện lại cho cái mặt con nó đẹp thi hoa hậu. Thôi khỏi, bác sĩ mà gặp cái mặt này là chạy rồi nha. Mày chỉ có cắt cái đầu, lấy cái đầu Minh Tiết gắn vô thì được. Mặt xấu như quỷ mà đập cái mặt. Tía cho con tiền trả nợ tía ơi. Nè, suốt ngày ta nuôi mày là tốn biết bao nhiêu tiền rồi nghe. Ba bốn ngày thấy sinh 2 triệu, ba bốn ngày thấy sinh 2 triệu. Tiền phải giấy đâu mày. Tía cho con tiền trả nợ tía ơi. Mới hồi sáng đưa 2 triệu rồi làm gì nữa? Thì đó, bây giờ lấy tiền mình đề phòng có gì mình trả nợ tiếp. Tao mới đưa hồi sáng 2 triệu rồi. Ăn sáng không mà tốn 2 triệu đồng. Đâu có, con ăn hủ tiếu gõ thôi mà. Tốn 2 triệu nó cũng có lý do của nó chứ. Hủ tiếu gõ được 2 triệu mày? Thì sáng con đi vô trong cái chỗ đó, con thấy bán hủ tiếu gõ ngon quá, cái con xà vô liền. Con vừa ngồi vô cái thằng phục vụ nó hỏi con, chị thích ăn cái gì? Con nói con ăn cái gì cũng được. Rồi xong cái nó bưng ra cho con một tô hủ tiếu xương. Con nói là con bị đau răng quá, con ăn xương không có được. Rồi cái nó hỏi con, chị thích ăn cái gì? Con nói là con ăn cái gì cũng được. Rồi nó bưng ra cho con tô hủ tiếu bò viên. Thì mày ăn đi. Con nói là con bị dị ứng bò viên, con ăn không được. Cái nó hỏi con, chị ăn cái gì? Con rồi mày nói sao? Con nói con ăn cái gì cũng được. Rồi sao? Rồi cái nó bưng ra cho con tô hủ tiếu không. Thì mày ăn đi. Con nói bà mẹ nó hủ tiếu không có gì mà ăn. Rồi nó hỏi con, giờ chị ăn cái gì? Rồi mày nói sao? Con nói ăn cái gì cũng được. Rồi cái nó quăng một cái nùi dẻ trên bàn một cái tép. Nuốt nùi dẻ đi má. Con giận quá, con đứng dậy con tát một cái tát. Đẹo cái cổ, đi vô bác sĩ, bó bột hết 500.000 đồng. 500.000 sao mày lấy tao 2 triệu mày? Thì bởi vậy, nó lúc con tát nó một cái bóp, nó gãy cái cổ, cái đầu nó xà cắm vô trong cái tô nồi hũ nước lèo. Rồi cái hũ nước lèo, rồi nồi hũ nước lèo nó đổ ra, rồi con đền mất thêm 1 triệu nữa. 1.5 triệu. Tao không hiểu sao tao có đứa con như mày á thiệt. 1 triệu. Dưới này 500 là 1.5 triệu, sao mày lấy tao 2 triệu mày? Dạ, bởi vì tao nói cái khi mà cái xui nó đến ông bà nội bà ngoại gì nó kéo đến hay sao á, thay vì người ta đổ cái nồi nước lèo không thôi là đủ rồi, tự nhiên có bà chó bà ngồi kế bên, hủ nước lèo nó đổ vô nó trụng nguyên bà chó, rồi bà bị bỏng đưa đi bác sĩ chữa hết 400.000 đồng. Cũng là 1.9 triệu hà, mày lấy tao 2 triệu. Thì tại có cái người người ta đưa con chó đi khám bệnh, trong lúc người ta ngồi ta chờ đợi bác sĩ khám bệnh, cái người ta ăn uống nước mía nữa, rồi hết 100.000 nữa chẳng 2 triệu. Tao không còn lời nào để tao diễn tả mày á. Tao mà biết mà từ hồi đó tao sinh ra mà mày như vậy, tao bóp cổ mày chết cha cho rồi. Cũng hên đó nha, hên là cái nồi nước lèo nó đổ vô con chó, rồi đi chữa có 400, đổ vô người là không biết tiền đâu đền cho người ta. Bởi vậy chó mày sinh. Alo. Rồi. Bà chủ quán hủ tiếu gõ bà phỏng luôn rồi. Hả? Ủa sao tự nhiên chó phỏng rồi giờ bà chủ cũng bị phỏng luôn là sao? Bà ôm chó đi chữa bà bị phỏng luôn. Bà nội cha mày. Giờ bà đòi 3 triệu nữa kìa mày.
Ủa vậy là tổng cộng con ăn tô mì gõ sáng nay hết 5 triệu hả? Yên tâm đi, 3 triệu đó ta từ từ ta kiếm cách ta nói rồi khỏi trả. Còn tốn 2 triệu kia là ta trả chắc chắn rồi. Bà nội cha biết 2 triệu là bao nhiêu tiền không mày? Dạ 2 triệu. 100 đô. 100 đô là ta mua 4 cuốn thí nga mày biết không? Bà nội mày. Bởi vậy á. Thôi tí ơi, bây giờ mình đâu cần mua thí nga gốc đâu. Mình lên hẳn YouTube mình coi luôn đi. Mày hay lắm. Lên thẳng vô cuối coi đúng không? Dạ. Số sau chắc chắn không có mày đâu nha. Ngu như con bò. Đâu có. Con nói là con chưa có nói. Cả hai. Mình vừa mua băng gốc rồi xong mình vừa lên kênh YouTube của Thiên Nga Paris By Night mình coi nữa. Mình đính giùm tao cái. Nhưng mà mấy số mới người ta không có post lên đâu. 8 năm sau người ta mới post lận. Mày nín đây. Tao post mấy số từ ngày xưa kìa. Mày vô duyên, mày nói câu nào cũng vô duyên hết trơn á. Tía. Cái gì? Tía ơi. Đi vô, vô kia ngồi. Tía kêu con đi đây, đến đây làm gì vậy? Vô kia mày ngồi đi. Tía. Ủa anh? Làm gì vậy? Tía ơi. Làm gì vô nhà tôi như nhà quan chết chủ à? Này là ông Tư. Tư nào? Ông coi bỏ giỏi lắm. Hả? Gì hả? Tôi dắt mày tới để ông coi, ông sửa lại, hiểu không? Sửa phong thủy, sửa số, sửa cái gì lại cho mày, hiểu không? Con có ở đâu sửa, con đẹp quá rồi sửa gì nữa. Thì đúng rồi, mày đẹp rồi. Đó, mày hay ảo tưởng lắm nha. Ủa đâu rồi? Đây, anh nè. Ngồi đi. Ngồi đi anh. Ngồi uống nước chơi. À, ngồi đi. Nhà tôi. À, quên. Tôi không mời, thôi anh mời chi. Đi ăn nấm cung đình ở đâu mà mặc đồ đẹp dữ. Đó, bị đi công chuyện. Rồi về đi đám ma. Đám ma về, sợ vô nhà mình chui vô nhà ta trước. Phải. Không phải. Đâu có sao đâu anh đừng run cây nhát khỉ. Tôi là thầy mà chuyên trị về cái chuyện đó mà anh lo gì. Thì đó. Uống nước đi. Mày đứng giật giật ra coi bên này người ta không thấy tao. Sao mày ngu dữ vậy? Uống đi uống nước. Rồi mai tôi cũng mặc áo dài đó. Ừ. Chứ mà anh á. Gì vậy? Nước tôi pha 4 ngày không ai uống á. Cha mày sao chảy kém dữ. Thôi nói chứ đi đâu rồi nói lại đi, bị nhà này khách đông lắm, ngày nào tôi cũng coi cho người ta nhiều dữ lắm. Ủa con thấy có đông thì đâu, thấy nhà vắng tanh như chùa Bà Đanh mà đâu có khách đâu. Ủa chứ buổi sáng có hai người như cha con mày là đông rồi. Chứ mày nói ra là không có lính thì bị vậy vô duyên. Nó vô duyên đến nỗi mà nó mở mắt ra một làn gió thẹt qua là vô duyên rồi. Cho nên giờ á lớn tuổi rồi mà chưa có chồng con gì hết. Thấy không? Giờ mong anh nó làm sao, cúng kiến sao, quá dại đi cho nó hết cái vô duyên để lấy chồng. Cho tôi nuôi quá, tôi mệt quá đi. Ôi tía ơi, lo gì? Con trai nó theo Hà Lầm luôn rồi tự nhiên nó đi cúng quải để cho có chồng. Ai ôi mẹ ơi, mày làm như tao ham cúng cho mày lắm vậy. Tao nói cho mày nghe nè, cúng trục vong tao cúng được nè ha. Cúng nhập vong tao cúng được, kêu vong về tao kêu được ngang. Chứ cúng mà hết vô duyên là bà nội tao cúng cũng không được đó. Vô duyên nó nằm ở trong máu rồi sao cúng. Mày nói cục cây gì? Mày nói là cái gì? Bao nhiêu lần tao dặn rồi, đừng có nói gì hết, để mọi chuyện tao sắp xếp. Dạ. Nghe chưa? Mày đứng qua bên đi. Dạ. Mày là chỉ thấy cái dạng như là CD thôi, đừng có làm DVD nha. Dạ. Có tiếng đừng có hình. Không, nói chung là bây giờ nó chỉ coi như cái TV hư đi. Nó không tiếng, không hình, đứng im. Đó. Rồi, bây giờ để tôi qua tôi nói nhỏ. Dạ. Trời ơi. Cái đồ thiết kế rồi bỏ nó xuống dưới luôn. Nó thiết kế cái đồ. Rớt cái gì vậy tiếng? Rớt cái điện thoại nó chạy qua khu vực nguy hiểm đó. Trời ơi mẹ ơi. Đeo chi rồi nó rớt từ lưa hết trơn à. Nó chạy qua cái khu vực đó đó mà cái thằng mà sản xuất ra cái này nó mới tội nghiệp nè. Công trình nó đầu tư chất xám mà nó xuyên tâm liên qua là thấy thua rồi. Kệ đi mà, tôi có gì. Bây giờ sao? Không có ai. Nhà khách đông mà không có ai. Tôi nghe đồn là có bà Chính Bành mối của anh, đúng không? Yên tâm, bà đó là mối ruột của tôi đó. Mỗi tháng đó là tôi coi bói cho bà giàu là nhờ một tay tôi. Ngày nào bà cũng tới nhà tôi hết. Mối luôn hả? Mối ruột đó, bà giàu, tới giờ này bà giàu, bà có tiền là nhờ tôi.
Vậy hả? Ngày xưa tôi coi cho bà nha, lúc hai vợ chồng bà đang mừng ăn phơi phới, tôi nói chị sắp có của quạnh tài đó. Bà ngồi đây 8 tiếng đồng hồ, về hai vợ chồng quánh nhau ly dị chia của, bà có của quạnh tài đó. Trời, tôi coi là chính xác. Hồi trước giờ coi ai chưa? Mình bả à. Ủa gì kỳ vậy? Mình bả mà ngồi toàn 8-9 tiếng không à. Chịu khó nghe tôi nói lắm. Ngày nào cũng qua? Ngày nào cũng qua. Mỗi tháng là coi như là tôi được 3,000 là từ bả đó. Ngày trăm. Ngày trăm. Ngày trăm đô á. Tháng 3,000. Rồi coi cũng nói, cũng nói gì về nào ngay cũng có tháng 2,800. Ủa sao vậy? Sao kỳ vậy? Sao thầy? Tháng 28 ngày. Rồi nói tính đổ đồng là khoảng chừng 3,000. Rồi cô cũng có tháng 31 nè, 3,001. À là 31 ngày vậy? Ờ. Chà. Nhưng mà được. Bây giờ cái gì chứ cái chuyện mà coi để phá gia can là tôi số 1. Hồng ơi, coi là coi cho nó phước phận với ai mà coi phá gia can. Bây giờ nói chung là bà coi để cái. Bây giờ vậy, bà có một đứa con trai đúng không? Bà có đứa con trai. Cái gì? Cái coi gì vậy? Mày nín đi. Cái gì? Bây giờ anh nói làm sao cho bà chính bành, bà tin anh, bà lấy con gái tôi cho con bà. Yên tâm. Nói cái gì? Nói tới cái chuyện ly dị chồng đó mà bà còn tin tôi mà. Đừng có nói. Ba cái chuyện gả con là chuyện nhỏ, cưới con anh chuyện nhỏ. Chào hết cho tôi đi. Chắc không? Nhưng phải có thù lao. Tôi đâu có bán nước miếng không được. Tôi bán miệng nuôi thân mà. Nếu như mà cú này thành công, tôi trả anh 10,000 đô la Mỹ. 10,000 đô phải không? 10,000 đô là chưa kể nè. Lấy con gái tôi về. Mà anh biết là con nhỏ này nó khùng lắm. Thế nào hai vợ chồng cãi lộn, mà con bà cãi lộn với con dâu, thế nào bà không tới đây bà coi nữa. Không chừng bà coi ngày 2 lần, tháng được 6,000 nữa. Đúng không? Tương lai rực rỡ. Được, coi. Vậy được, được, yên tâm. Chắc chắn nha. Chắc chưa? Ê, chắc, chắc. Nhớ nha. Rồi. Giờ này là bả gần tới rồi đó. Rồi. Né đi. Rồi, rồi, rồi. Chừng nào mà tôi phá băng trành cái gia đình bả là kêu tôi kêu vua. Telephone, telephone. Ê, telephone nè, có. Có, có điện thoại chưa? Có đâu. Không lấy điện thoại. Hả? Mới, mới luôn hả? Mới, mới, mới. Bỏ, có túi hả? Có túi. Sao bộ này nó không có túi ta? Về mai đi chứ để nó xuyên tâm liên nữa. Nhiều bữa nó xuyên. Có nhiều bữa lạnh lạnh á, không thấy xuyên luôn. Đi 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 đi. Ủa giờ đi đâu Tía? Mày đi về mày nấu cơm giùm tao đấy. Ôi Tía ơi, cho con 2 triệu đi ăn phở đi. Tao lại mày ăn phở cho bà phở bà bị bỏng nữa hả? Thì con thèm phở đi, không đi, đi. Ăn cơm đâu. Đi đi. Đâu biết nấu cơm đâu mà bắt người ta nấu cơm hoài à. Vô duyên. Ủa cái cửa chỗ nào vậy? Trời, cửa đó là cửa nhà người ta, mày đi phía trước hiên nè mày ơi. Sao đâm sầm vô trong phòng của nhà ông thầy luôn vậy? Vậy nha. Đi đi. Ông có túi nó khó chị. Alo. Chị Bảy bán phở hả? Đóng cửa tiệm nghỉ đi nha. Ở trong là bị phỏng đó, đóng cửa tiệm nghỉ đi. Khổ ghê. Hai cha con ông này. Tới rồi đó. Gần vô vô. Rồi 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 đó. Tới rồi đó. Giờ má ở đây đi, con đi về. Nè Tí. Con nói má bao nhiêu lần rồi, con lại má. Má ơi, má thích thì má làm đi. Tao nói mày đi. Tại sao má ép con như vậy? Con có thích. Tao kêu mày là đi. Chị chết. Tôi chào chị nha. Má cái chứng ôn gì sáng sớm chị vô nhà tôi, chị cứ chỉ tôi, chị kêu tôi làm gái hoài vậy. Trời đất. Thì ra coi như là ban ngày làm bộ như là coi bói cứu đời ha. Thì ra là làm trai bao. Bà nội trai mày. Trai bao giờ này cũng dễ ghê. Cỡ tuổi này mà còn làm được thấy. Mày điên hả? Mày nhìn tao ai bao? Tôi khùng.
Trời có ơi. Mày đó mới giống trai bào đó nè. Ăn trời bận thấy gốm. Có không? Trai bào nào có cái nhan sắc như tôi trời. Nè, chị bị tai biến hả? Không có. Sao nãy thấy ngồi xe đẩy vô đó. Tai biến là cái tia xe lắm. Còn cái này là ghế massage. Ghế massage. Ghế massage đó hả? Dạ. Ông này con... ngồi chơi chị. Con nói thầy nghe. Dạ. Má con rồi có cái bệnh là thầy biết rồi đó, đi qua đây coi mối mà không thì có cái bệnh cứ như nói thường cái chữ cuối phải đá văng lên chữ vậy đó. Ừ. Dạ. Hồi nãy tôi nói đi là gỗ. Ừ. Gỗ. Không phải là đi. Ừ. Ngồi chơi. À, cảm ơn. Bữa nay chị dạ, qua đây có đi. Chuyện gì? Dạ có chuyện chứ. Chuyện là giấy. À, vào năm 1978 tôi có bầu. Chị bầu ai? Không, ý má con nói là có bầu. À, có chữa. Nó thích nói đắng lên vậy đó, thích đua lên vậy đó. Hồi đó má mày có tâm sự với tao rồi, tao hiểu mà. Bả coi mối tao 4 năm nay mà. Ngày xưa đó là học nhạc, mê bằng kiều, học nhạc. Học được mấy nốt cao cái ông thầy dạy nhạc chết đó. Giờ là không có học nốt trầm được. Má nói gì má nói đi. Rồi tôi nói đi. Tiếp không? Nói đi. Tôi có bầu. Có bầu. Có bầu đúng rồi. Rồi bọc đến mưa gió tôi mới chuyển bún. Trời ơi, bầu bì thì để chồng nó làm. Chuyển bún rồi nặng nề để người ta chuyển. Thầy ơi, ý má con đó là đau bụng chứ không phải là đau bụng. Chuyển bụng á. Dạ, đau bụng đẻ. Đau bụng đẻ nói mẹ cho rồi tôi chuyển bún. Rồi tôi mới đẻ thằng này. À. Hôm nay á, dẫn nó tới đây để nhờ anh cơ bói. Má mệt không? Mệt chứ. Mệt đây má uống nước nghỉ ngơi đi nha, chứ thầy với con đứng đây nghe hơi cũng mệt lắm, mà ngồi dưới ta cũng mệt nữa. Dạ thưa thầy. Mệt hả? Mệt thì nghe tiếp hả? Má cả sớm mệt đó má. Tôi nói chị nghe nè, mình già rồi, chị nói chị cứ lấy hơi lên hoài để dành hơi đặng trút hơi thở sau cùng. Đừng nói, để cho con nó nói bây giờ sao, ý của chị sao, muốn má đây, cái con gì nói cho. Đó, bây giờ ý là coi như vậy nè, má con nói là con đến cái tuổi mà lấy vợ đó, giờ muốn đại khái là con quen cái con nhỏ bạn gái mà hai đứa con yêu nhau quá mà giờ má con cứ không có chịu, giờ má con kêu qua đây coi ngày tháng rồi con ơi. Thầy nói con nghe, có thờ có thiên có kiêng có lành. Làm gì làm, vợ chồng hôn nhân là phải cẩn thận, phải coi cho kỹ càng, tuổi tác. Thầy nói gì? Cẩn thận cái gì? Đó, má con cũng coi quá này rồi, cuối cùng cũng ly dị với ba con thôi. Tao coi đó chứ ai? Trời đất. Đó, không, thầy má ở đây, tao coi là... Coi. Tại, tao coi là tao coi cái phần ly dị sao thôi. Còn cái phần trước là ông nội mày coi chứ. Đúng. Ông bà má ơi. Rồi. Cái gì vậy? Chưa nói hết mà rồi cái gì? Rồi, một câu. Trời. Đúng. Thì đó. Rồi. Má nói một câu thôi, đừng có chấm phết vậy đây hết. Đi một câu ấy, thì già đừng có bây giờ lấy hơi lên nha. Bây giờ má để con nói được không? Má cố. Thầy ơi, bây giờ về đây nè. Con là con thấy hai đứa con hợp lắm rồi. Bây giờ tụi con có thể là đến giờ, nhân thôi. Bây giờ thôi, má mày đã quyết như vậy thì để thầy coi luôn cho. Mày tuổi gì? Thì con sinh năm 79 là con tuổi con dê. Con dê. Cái gì? 12 con giáp, có con nào con dê má. Con dê. Con dê. Nó kêu à. Con dê. Tuổi muối. Tuổi muối. Thôi mệt quá bà ơi, từ cái con to tổ nái bà đưa còn con chút xíu à. Bây giờ tôi biết rồi, để nó nói. Thì con là con tuổi con dê đó. Mày tuổi con dê, nó tuổi gì? Nhỏ bạn gái nó tuổi hợi, mà con thấy hợi mẹ mùi là tam hợp đúng không thầy? Con nói vậy là sai. Sai sao thầy? Tử vi á, không có cái chữ mà hợi mẹ mùi tam hợp. Tam hợp đó là tính cái tuổi thôi, còn cái mạng chưa chắc đã hợp. Trời, con thấy cái mạng mày quá. Á là mạng quả. Đúng rồi. Nó là mạng thủy. Đúng. Mà thủy nó sẽ dập quả.
mày có thấy ai mà vợ dập chồng mà chịu được không? Con thấy ai dập ai cũng đều được sung sướng như nhau chứ. Trời ơi, có dập là vui rồi. Con đòi hỏi cái gì nữa trời? Bởi tụi bay con nít, tụi bay thiện cận. Đây nè, luật trời là có âm có dương, mà âm là phải dưới, dương phải trên mới đúng. Đúng vậy. À, còn không có biết. Rồi. Chưa mà. Má mày chưa nói hết. Bây giờ con nói nè. Đó, con không biết cái chuyện tình yêu là của tụi con. Con không cần nữa, má thích thì má ở đây má con về. Bảy. Đang coi mà. Bây giờ cái giờ con cái gì nữa, bây giờ con thấy cái chuyện. Bây giờ tao nói cái tuổi không hợp à, thì cái tuổi mày cho là hợp nhưng cái mạng không hợp. Cái mạng không có hợp thôi mà con thấy cái tuổi nó hợp. Thì im đi. Thằng mất chế. Thôi vậy. Tôi nói chị nghe, về cái tuổi không hợp, cái tuổi hợp, cái mạng không hợp, hay là bất kỳ cái gì nó có thể hợp hay không hợp, chị có thể cho cưới được. Còn cái vụ nó mất cái đó là bỏ luôn, khỏi cưới. Khỏi coi thầy, đi thầy nói cái gì mà mất cái gì mà bỏ luôn là sao? Má mày mới nói đó. Má con nói là mất dạy. Ủa dạ. Trời ơi. Ờ, vậy coi nữa. Má còn lại má. Ha, bây giờ mai mốt má đừng bao giờ dùng cái chữ mất dạy giùm con nha. Má gọi con mất nết đi. Ha, chứ mất dạy nhiều khi đi ra đường nói vậy người ta hiểu lầm chết con. Ha, giờ má ngồi đây má coi con đi về. Nghe. Mày im đi. Tao không thích cái con tráng đó. Cái gì? Con đào tôm tráng. Vậy là càng không được nữa. Sao không được? Ai mà thằng Nghĩa đi lấy con Trang rồi hợp lại thành Nghĩa Trang là thấy mẹ rồi. Bây giờ ví dụ mày tên Nhà, con kia tên Phạm Băng Băng, hai đứa lấy nhau là Nhà Băng, thấy không? Thầy nói sao luôn, con thấy hai đứa rất là hợp, Nghĩa Trang về chung một mái nhà. Nhà gì? Nhà Hoàng. Trời quá hợp. Cái trời gì đỡ tốn kém. Thôi con thấy con chuyện yêu đương của con là của con. Chưa cưới về mà đã thấy sai rồi đó. Thôi má đừng có nói gì hết. Cái chuyện bây giờ vậy hỏi má nè. Má cứ tranh thủ hạnh phúc cho con hoài. Má thấy má có hạnh phúc không? Thôi tôi nói chị nghe nè. Chị mà để cho nó lấy á, càng lấy là chị càng chết. Không nên. Bây giờ tôi sẽ kiếm cho chị một đứa con dâu đàng hoàng. Bây giờ chị cứ quyết định là chị không cưới cho nó thì nó đâu có dám áo mặc sao qua khỏi đầu. Đúng rồi. Mày phải nghe lời thầy. Nói tại không nói không có chịu đâu, không có chịu đâu, con chỉ thích mày không chịu rồi. Tao đạp đầu là tao chết. Thôi. Alo. Alo. Đè hoài hoài. Alo anh Mừng. Rõ hoài. Banh khác rồi. Ập vô liền nghe, ập vô liền, banh khác rồi. Thầy cứ coi đi thầy. Cho nên Không chưa. À, ai vậy? À đây anh Mười ở sống trên. À anh Mười á. Chào anh Mười. À, bả bị Abidan hả? Cấn giọng gió, cấn giọng bằng kiều. Ngồi đi. Hai người làm quen à. Đi. À. Chào anh. Chào Chí. Ừ. Đây con gái tôi. Dạ. Đây chào, dạ chào chú. Ê. Mày đuôi nghe. Về mày chú hả mày? Ôi, cái con này nó vô duyên quá hả? Về mày chú nghe. Thì bỏ vậy thôi chứ nó không có nhìn sao con này nó mắt nó đuôi rồi. Mày vô duyên cái gì vừa. Núi đưa lên như vậy mà nó kêu chú. Tao nhìn rất đàn ông quá. Mày im đi. Dạ. Cái con người ta bự. Dạ. Chứ trước khi mà mày muốn kêu người ta mày phải nhìn chứ, mày phải nhìn tàn thân chứ. Mày không thấy sừng dạ? Sững như vậy mà chú cái gì? Nhìn kỹ đi, hai trái lựu đạn nó nhô ra, thấy hả? Xin lỗi chị Chính. Đây là chị Chính Bành. Chà. Hồi ngày xưa chồng. Ủa nghe tiếng chưa? Cái buôn bán như vậy giỏi nhất ở làng mình. Thì cũng nghe sơ sơ chị Chính Bành đi hả? Đó. Tưởng Bành nhỏ nay Bành chà bá hả? Cái này chắc Chính vô ai quá, bự quá. Thôi mẹ ơi. Vô duyên quá. Đây chị Chính.
cái người mà tôi muốn làm mai cho con chị là con này. Con này. Con gái đó ha. Ừ. Thằng này á tuổi hợi nè, tuổi thằng này là tuổi 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 thân nè. Không không không, con tuổi mùi tự. Đó mày tuổi mùi nè. Rồi con này á là dạ, con tên là Địa. Nguyễn Thị Địa. À, con tuổi Sửu. Tên Địa. Đây 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 đây. Bà thấy cái gì mày sai, sai đổi tên chứ vậy? Con nói cái gì nó cũng sai lắm rồi đó má ơi. Tỷ sao mà con tên Nghĩa rồi con quỷ nó tên gì Địa, Nghĩa Địa. Thôi rồi. Vậy mắt bỏ liền. Đây đây đây, không bỏ được. Con nói như vậy là thầy không chấp nhận. Tại nghĩa sao? Trang thì không được nhưng Nghĩa Địa chấp nhận được. Trời ơi. Con phải hiểu cái câu Thiên Kinh Địa Nghĩa. Không nhưng mà câu đó hợp lý. Đúng rồi. Đúng. Đó, bởi vậy cho rồi. Sao chị má ơi má, Nghĩa Trang tôi nghe nó còn sang sang cho Nghĩa Địa ra nó bình dân quá má. Bình dân mới dễ sống mày, bình dân mới dễ sống. Tại bình dân hay không mày cũng phải lấy. Bây giờ tôi thấy là hai đứa này hợp nè. Đó, về cái tuổi á thì á, tính ra đó là nó khác. Nhưng mà tính vô trong cái cung á là nó hợp. Đúng, đúng, đó, đúng. Về cái mạng hợp, về cái tên cũng hợp. Yeah. Cho nên là tôi thấy là hai người nên nói chuyện với nhau làm xui. Vậy yeah. mà lấy con cưới con này về là gia đình chị phất lên nữa. Nha, yeah. nha. Yeah. Đứng đó. À, ôi trời, cái con đó nó vô duyên vậy mà lấy cái gì? Mẹ đi. Anh ơi. À tôi thích như vậy. Chị đứng xa xa. Ừ. Chị đứng xa xa chở. Tại sao? Thấy to chở. Anh yên tâm, người ta nói là cãi thầy núi mới đè. Anh có cãi tôi đâu mà anh sợ núi đè. À. Ngồi đi, ngồi đi. Ngồi, 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 ngồi nói chuyện đi. Hay là cho tôi làm đám cưới ngay đi. Hả? À? Cưới liền. Là đám cưới liền hả? Cưới liền ơi. Gì? Gia đình khá giả lắm. Cưới liền. Đây nè, gia đình chỉ có cái gì đó cái... Tôi lo hết, tôi lo hết. Tôi... Cái gì? Con cưới anh này. Cái chết 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 luôn nghe rồi. Trời ơi, đàn ông vậy mà mặc bộ đồ đó lẹ đỏ lét à. Như cái bao lì xì, như cái dĩa thiết tam á. Mày nhái tao đâu quýnh được chết mé. Mày qua đây đi, đi đây đây. Mày mà. Trời ơi, đàn ông vậy mà mặc đồ hồ hẹt quá à. Mày nhà tao có cổ tao không còn gì đâu. Trời ơi, chưa có xác định luôn kìa. Mà, đi 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 đi. Con nói má nghe nè, trời ơi, ở nhà một cái giọng của má là con nghe cũng khùng điên rồi. Giờ lấy cái con để cái giọng đó nó về bị sốc rét chết. Từ từ, từ từ. Trời, nó cưới đi. Mọi chuyện tôi lo hết. Trời ơi trời. Chị nói sao á chị? Người ta chứ không phải là cá, thịt, mắm, muối mà ra mà mua. iPhone cũng phải xếp hàng mà. Ủng hộ gì con gái tôi. Thôi má, thôi má. Chịu đi, ha. Chịu đi. Không phải. Mày im đi mẹ ơi. Mày im đi mày. 10,000 của tao đó. Cái gì? Lên chi? Nói chung là nó cũng phải cái gì đó nó hợp lý. Chứ không phải là muốn cứ là cứ con gái người ta mà chứ đâu phải là ký ổi, ký xoài mua về chấm mắm là xong. Vậy anh không chịu. Thì cũng phải đúng hợp lý mới chịu chứ phải. Anh không chịu. Ờ à, đúng chứ sao trời. Không chịu á. Chứ sao trời. Vậy thôi. Bé về. Má rồi mà. Lấy vỏ đi về đi. Chị ơi đừng có nóng. Tôi nói chị nghe nè. Vì hai người lớn mà nóng á. Mà chị không cưới được con dâu này về á. Chị không có làm ăn nên vợ đâu. Con này về là bảo đảm gia đình chị phải lên. Gia đình chị phải lên. Nổi cái giọng không là hai mẹ con chị lên rồi. Lên tới nóc rồi. Hay lắm, hay lắm. Rồi ban chị cưới đi. Cưới. Rồi, cưới đi, cưới đi ngon rồi. Xả hàng cuối năm rồi. Ngồi xuống đi, ngồi xuống. Hiểu hả? Chịu. Ngồi xuống đi, ban chị đám cưới luôn. Kìa tôi tính với. Cưới mấy con cái gì mới cưới. Mày đi cho ra đây. Đám cưới. Mày lo hết. Mày im. Mày má tin. Tao lo hết. Đãi bao nhiêu con bằng thành nhân đê. Ai phải lớn à. Phải lớn như hoành tráng như dầm họ. Hoành tráng. Con gái một á. Làm văn nghệ hoành tráng. Nghe. Mời ngôi sao.
Như Quýnh, Ba Thiên Vấn. Gì? Thôi, đám cưới xong thôi chứ Quýnh lộn gì nữa. Má con nói là Như Quỳnh đó. Trời, Như Quỳnh, Ma Thiên Vân, má ơi. Như Quỳnh ca sĩ, ha. Cho nó hát nhạc dance. Nhạc dance á, nhạc nháy á. Ít quá, ít quá, ít mời đông đông đi. Mời Justin Nguyễn, Mai Tiến Dũng, hát quê hương. Mời Nguyễn Ngọc Ngán, Nguyễn Cao Kỳ Diễn. Làm MC hả? Không, Vũ Cống. Cái gì? Vũ Cống. Má nói Vũ Cống hơi nghe tưởng công công luôn chết. À, dancer. Dancer, bây giờ. Vậy mà con mới nghe, con có tưởng là mời chú Ngạn với chị Kỳ Duyên về đi làm cống gì cho nhà. Mẹ Yến, con Quý. Con Duy, mời hai. Mời hai đi, mời hai, tôi phải hai. Muốn mời ai? Hoài Linh. Mắc lắm. Hả? Thằng đó mắc lắm. Kệ nó đi, mời nó đi, nó đang cần tiền dữ lắm. Rồi đi, tội nghiệp nó. Ủa bà con sao mà kệ tôi đi. Bà con sao xuống dữ vậy? Vậy đi nha. Thôi vậy đi, vậy quyết định. Quyết định ngày nào? Rồi để tôi. Tặng quà gì nữa không? Tôi lựa ngày cuối luôn. Tặng luôn một món quà rất giá trị. Thôi, học toàn nhẫn nhất là cái cho nó có, cái để đeo với người ta thôi. Cái này quý hơn nhiều. Cái gì? Đi. Đi. Đi là ghế massage Luraco. Ghế này là ghế duy nhất sản xuất tại Mỹ. Ghế massage Luraco là ghế vật lý trị liệu số 1 thế giới và là ghế duy nhất chỉ dùng cho quân đội tại Mỹ. Chúng tôi rất hãnh diện vì là ghế Luraco là một công ty người Việt sản xuất và chế tạo tại Mỹ. Ủa nhà em làm á. Ủa sao nói cái này là nó không có bị lên giọng xuống giọng gì hết vậy? Quảng cáo mà. Mày nói đúng. Người ta nghe, người ta mới trả tiếng. Ủa cái này là của ai làm? Ai làm? Ơi, vậy là nhà cô có một cái hán. Hả? Nhà cô có cái hán. Bỏ đi. Có cái hãng đó. Cái hãng làm ghế nè. Con nói theo tông cho cô vui đó. Rồi thôi vậy, để nắm cưới luôn đi. Qua đó, qua đó. Trời ơi, cái gì mà đỏ rực vậy trời. Mày qua đây đi. Mày nhìn giống như dĩa tiết canh. Nè, nè. Luôn à. Mày cứ tiết canh hoài. Rồi sao mà sướng được trời ơi. Con như con ở đợ ông này vậy đó, sao cưới. Mày sao nó phá đám hoài. Con nói với má mà kêu con lấy con này, con cắn lưỡi con chết liền. Mày nghĩ gì? Mày phải nghe là tao. Mày không nghe là tao đập đầu tao chết. Anh ơi, chị đừng có đập, không bể đầu. Không bể đầu, nó bể cái khác bây giờ. Thôi má ngồi xuống đi. Để cái bàn đầu ra. Má ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Thế ơi, con không lấy chồng đâu thế ơi. Không có lấy đâu, con nói rồi. Nè, tao nói từ đây tới cuối cuộc đời mày chỉ dùng cái avatar thôi. Nghe chưa? Dạ. Không nói gì hết. Con không lấy chồng đâu. Mày cãi không à? Mày cãi là hư vọng của đường hết. Bạn trai gọi nè. Alo, anh hả? Anh đang ở đâu vậy? Trời ơi, cái chuyện tụi mình giờ nguyên xóm nó biết hết rồi anh. Cái gì nữa? Sắp lấy chồng trời đâu? Trời ơi, cái vụ cái bầu đó hả? Trời ơi, giờ mọi người biết hết rồi, giờ làm sao? Hả? À? Nguyên xóm biết rồi, em có bầu luôn hả? Còn mèn đất ơi, bây giờ sao tí em? Mày điên hả? Cái thằng nào đó mày điên hả? Có bầu mày là lớn cho ta biết hả? Sao mày ngu như vậy? Tao đang gài mày biết không? Tía ơi, ngu như con bò hả? Có bầu mà la cái lớn hả? Tía là la lớn nhất ở nguyên cái nhà này, biết hết trơn luôn rồi đó. Ôi. Ông mới. Ông mới nói cái gì? Ai có bố? Hả? Dạ con có bố. Con nhỏ này có bố. Vậy là sao? Má thấy chưa? Má thấy chưa? Tự nhiên ai ăn ốc bây giờ bắt con đổ vỏ, má thấy chưa? Không, đổ vỏ đơn giản lắm con. Chỉ cần cầm cái đổ vô, còn ăn ốc phải ngồi lễ từng con lâu. Thầy đến đây. Thầy vô bãi lên. Giờ bói cái bán bao nhiêu lần rồi mới thấy không? Suốt ngày cứ bói to. Ổng coi hay ổng đâu có nghèo sơ nghèo sát gì mới thấy không? Bây giờ tự nhiên rồi đó, ai tự nhiên tới giờ có bầu khi con đi lấy con. Đừng có hòng con chỉ chịu con Nghĩa Trang thôi. Con với Nghĩa Trang. Yeah. Yeah. Mày chết đi. Thank you.
mươi. Thì ra ông chỉ bị 10.000 đô. Ông gấp gáp tôi á. Mà không, thầy Tứ bước lên đây, bước lên đây. Tại sao, tại sao thầy lại gạt tôi chứ? Đâu có biết, tôi đâu có làm ra cái bầu đó đâu, tôi biết. Im đi. Nếu tôi là tác giả tôi sẽ trả lời ngay. Thầy chỉ vì 10.000 đô la thầy gấp gạt một người đàn bà nhỏ bé như tôi. Trời ơi, tôi không ngờ thầy vì tiền thầy bán rẻ lương tâm của mình. Tôi là khách mối của thầy mà. Thôi mà, bỏ qua đi mà. Không, tôi không bao giờ bỏ qua chuyện này. Đời là gì? Tình đời thay trắng đổi đen, lòng người dối trá, đồ mất dạy. Ủa, không đem cái ghế về hả? Nhắc làm gì? Cái đó đem tặng tôi mà. Ông hay quá. Con không có chữa, không nói, để cho bây giờ người ta chửi tôi. Mắc đuổi đâu đó rồi mà nói. Mắc luôn cái mối làm ăn. Mỗi tháng 3.000 đồng bạc tiền nhà, tiền cửa, tiền ăn của tôi. Bả đưa không đó? Thì bây giờ tôi cứ tưởng là gia đình không biết gì. Mình gài vô, mình gài vô xong nó mới có chút mới nhỏ thì mới à. Gài vô xong về cái nói sao đẻ sớm, bác sĩ biểu đẻ. Thầy ơi, thầy ơi, con xin lỗi. Thật ra cái chuyện này bây giờ nó cũng lỡ hết rồi. Đó, cái gì mày làm nhục mặt gia đình mày thấy không? Bây giờ mặt mũi nào đi ra đường. Đi biết không, con á, ngày nào con cũng đi với anh cu tèo vô trong cái giường ổi hết trơn á. Thì hết chỗ mà vô, mà vô chỗ vắng dễ chi vậy? Thì vô chổng mà mình mới dễ. Dễ bà nội mày hả? Thì vô chổng mà ngày nào anh cũng dắt con vô giường ổi cả 6 tháng nay rồi. Trời ơi, cứ mỗi ngày con vô trong đó, con ăn một trái ổi. Ngày nào cũng vậy, con bước vô giường ổi, con ăn một trái ổi. Con ăn riết đến một ngày kia con chịu không nổi. Rồi cái ngày đó con ăn quá trời ổi luôn. Con ăn xong, con thấy tự nhiên cái bụng mình nó quặn lên, nó sình lên. Mỗi ngày nó bự lên, nó cứng ngắc à. Như vậy là con ăn ổi, con có bầu phải không tía? Thằng Tèo là thằng nào? Dạ, thằng Tèo là bị bóng. Bạn con. Bà mẹ tao phan cái này chết mẹ mày á. Hồi nãy mày nói sớm sớm đi. Mọi người đâu có kịp để con mày ăn ổi, mày có chữa à? Dạ, ăn ổi có chữa. Mày sinh bụng mà mày làm tao mất tháng 3 nha. Mày là tức là con ăn ổi, con sinh bốn. Cái thằng đó là con là không, nó không có thẳng nữa. Dạ, anh muốn không mà anh nhìn con là anh ói luôn á, không có mặn gì hết á. Là mày ăn ổi. Ăn ổi sình bụng rồi bây giờ sắp đẻ rồi đúng không? Nó không tiêu đúng không? Dạ nó không có tiêu. Nó bụng nó bự ra quá trời. Mày sắp đẻ ra bà chính á nha. Dạ. Mày ngu quá vậy. Mày ăn ổi làm sao mà mày có cái kia được? Vậy không có hả? Trời ơi, vậy mừng quá, vậy là con không có chữa hả? Mày mừng cái gì người ta? Cha con mày mừng mà tao chết cả. Trời ơi là trời. Trời ơi, vậy là tía ơi, vậy con xin lỗi tía. Vậy là con đã làm kế hoạch này không có hoàn hảo phải không tía? Tao giết mày bây giờ. Mày cũng ngu. Dạ tía ơi, con xin lỗi tía. Tỉnh dậy anh Tư ơi, anh Tư. Thầy ơi, thầy tỉnh lại đi thầy ơi. Thầy tỉnh lại đi rồi con kêu bà chính lại, rồi bà trả tiền lại cho thầy nghe. Còn lâu. Vì cha con mày mà con tao chết đói rồi đây nè. Trời ơi là trời ơi. Riêng sân khấu Việt Nam thì rất tiếc vẫn còn thiếu vắng rất nhiều những nụ cười. Và ngay cả trong âm nhạc, những bài mà chúng ta thường yêu thích thì phần đông là những nhạc phẩm buồn. Rất may mắn trong những năm gần đây, có một nhóm nghệ sĩ trẻ từ trong nước mới ra và đã mang đến cho chúng ta những màn hài hước đầy
tính cách sáng tạo. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức phần trình diễn của Danh Hề, Vân Sơn và Hoài Linh. Dạ trước Vân Sơn xin chào các cụ, sau xin chào các bạn cũ ba niên, xin chào tất cả người hiền, chào cô má lúng đồng tiền có duyên. Chào các bạn lắm tiền nhiều bạc, chào những kẻ đói khạc ra cho, cầu cho muôn họ ấm no, lời chào đã dứt, tròn tràng pháo tay. Dạ cảm ơn quý vị. Dạ kính thưa quý vị, quý vị đã từng thưởng thức qua tiếng hát vượt không gian, vượt thời gian của nữ ca sĩ Thái Thanh, đã từng đam mê qua tiếng hát của Thái Hiền, Thái Thảo, từng nóng bỏng qua tiếng hát của Thái Tài và từng bị ru ngủ qua tiếng hát của Thái Châu, thì không thể nào bỏ qua tiếng hát ngày hôm nay được. Xin giới thiệu đến quý vị tiếng hát của nam ca sĩ Thái Giám. Thái Giám thân ái kính chào quý vị. Quỷ sứ nhìn người ta thấy ghét. Trời đất ơi, cái này là chắc tên thái giám cuối cùng của vua Bảo Đại còn sót lại nè. Vậy chứ gì nữa, tầm bậy tầm bạ, không thấy anh vui giỡn chơi với anh đó chứ làm gì lấy tên kỳ cục vậy. Trời ơi, đâu phải thái giám đâu. Không phải hả? Anh biết sao tôi lấy tên này không? Sao lấy tên này vậy? Tại vì tôi thấy ai lót cái chữ Thái cũng nổi tiếng hết trơn hết trọi á. Mà mấy cái tên đẹp người ta đặt hết trơn rồi Mà tôi muốn cho muôn đời người ta nhớ tôi chỉ có lấy chữ giám là dễ nhớ nhất. Thái giám ai cũng nhớ hết trơn. Thôi được rồi, bây giờ anh lấy cái tên ngon lành như rồi đó. Giờ ra đây là gặp đông đủ bà con cô bác nè, anh biết làm gì không, làm thử một hai cái coi chơi. Tôi nói anh phải nói dốc anh nghe. Cái lương hồ quảng hát bội tân nhạc cổ nhạc gì đó hả, tôi biết hết trơn á. Biết hết trơn á. Trời ơi, một đoàn nghệ thuật tổng hợp nằm trong bụng tôi nè. Trời ơi, ngon lành quá vậy. Bây giờ đâu làm thử cái coi chơi coi. Bây giờ anh muốn nghe phải không? Hồi nãy giờ anh nghe ca nhạc đã rồi gì à. Bây giờ tôi sẽ ngâm thơ cho anh nghe. Ngâm thơ? Trời ơi, mấy bà ngâm củ kiệu không bằng tôi đâu. Trời, tôi ngâm còn chua hơn nữa. Cái này mới nghe, cái này mới nghe. Đâu làm thử cái coi. Bây giờ anh nghe ngang, tôi sẽ ngâm bài thơ tả nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam. À, tả về nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam mình phải không? Rồi, bây giờ chuẩn bị nghe ngang. Giọng ngâm vàng đó. Tóc em dài, tự nhiên đưa ngâm ngon lạnh bóp họng tôi. Trời đất ơi, dài gì dài dữ vậy. Trời ơi, tả mái tóc dài tả vậy nó mới tha thước. Dài quá đụng đất rồi, lết phết vậy tốn tiền nghe. Mua xà bông lắm. Bây giờ tôi nói anh nghe, bây giờ em bắt đầu anh nghe nè, nghe chưa. Tóc em dài, em đi trong nắng. Tóc em ngắn, em đi trong mưa. Ôi hay quá, hay quá. Tóc em lửa thưa, em đi trong gió. Tóc em hồng có, em đi vô chùa. Ngâm hay cũng la, ngâm dở cũng la làm sao không? Không mà, nói tả sắc đẹp người con gái Việt Nam gì đâu mà tóc không mà tóc đã hồi trọc lóc đi vô chùa luôn mà. Trời ơi, kỳ quá không có được đâu, nhà tôi ngâm cho anh nghe nè. Biết không? Trời ơi, tả nhan sắc người con gái Việt Nam đâu có đơn giản là cái mái tóc không, còn có gương mặt, có nụ cười trong đó nữa. Vậy hả? Ừ. Dạ, nói không tin làm tin nè. Nè, bắt đầu nghe nè. Ừ. Tóc em dài, em cài hoa thơm ngát ngơ. Miệng em cười, tát quát tới mang tai. Trời ơi. Tóc em bay bay, khi đi trong gió. Miệng em cười, có cái răng chó dễ thương. Trời ơi, chắc tôi quýnh anh cái, chắc anh gãy hết trơn răng quá. Tại vì cái giận nó vậy á. Giận cái gì kỳ cục à. Ai biết gì đâu. Tôi nói cho anh nghe bây giờ. Bây giờ tôi nói nghe nè. Thôi bỏ bao vụ ngâm thơ qua bên đi, trở về cái nghề chính của tôi đi. Cái gì? Nghề ca hát, anh biết ca không? Biết à. Biết không? Trời ơi, nãy tôi giới thiệu anh mà nguyên đoàn nghệ thuật tập hợp bụng à. Nhưng mà rành không, nhạc rành không? Nhạc tôi thuộc hết trơn. Thuộc hết trơn phải không? Không có bài nào không thuộc. Rồi bây giờ hát bình thường không hay nữa. Bây giờ hát một liên khúc bằng liên khúc chỉ định. Chỉ định là sao? Có nghĩa là thí dụ tôi hát cái bài gì không? Tôi chỉ anh thí dụ cái đèn chẳng hạn. Anh hát bài gì cũng được miễn có cái đèn trong đó thôi. Cái đèn. Rồi anh chỉ lại tôi. Đó, anh chỉ cái ghế, tôi hát bài gì cũng được miễn có cái ghế trong đó thôi. Dám chơi không?
Hay à, mà hơi khó. Nhưng mà thôi lỡ chơi luôn đi. À, nhưng mà đâu có dễ dàng vậy. Sao vậy? Không chỉ đồ vật đó, mà chỉ toàn là những cái bộ phận trong cơ thể anh thôi. Trời ơi. Dám không, dám không? Thôi chơi luôn đi, thử cái coi. Rồi thử không? Ờ. Bắt đầu nghe không? Rồi. Giờ tôi chấp anh đố trước đó. Đố trước không? Cái đầu. Cái gì? Cái đầu, cái đầu. Cái đầu hả? Ăn đi. Tôi với nàng hai đứa nguyện yêu nhau. Chưa có đầu, chưa có đầu. Ta thiết từ đây cho đến ngày trọc đầu. Có cái đầu, có cái đầu, có cái đầu hả? Giờ tới anh này, giờ tới anh. Giờ tới anh. Cái mình, cái mình. Cái mình hả? Ừ, cái mình. Dễ nghe hát nè. Trở lại chuyện hai chúng mình. Trời ơi. Khi anh với em vừa biết yêu nhau, tình yêu cùng mình. Không phải một mình mà hai mình lận. Giờ tới anh nè. Cái gì? Em ngồi gì? Cái gì? Cái tay. Cái tay hả? Cái tay khác đi. Cái tay đâu con ơi, về con ơi. Có rồi, có rồi. Cho đến ngày mai, dù mưa hay nắng. Mưa nắng là chưa có tay. Lòng ta vẫn thắng mà đôi chúng ta xây dựng đời này. Bằng tay đâu? Chuẩn bị nè. Ta có cái bàn tay. Có bàn tay rồi, có bàn tay rồi phải không? Có bàn tay rồi, tới anh. Bây giờ bắt đầu tới anh nha. Tới tôi. Thế cái chân. Cái chân hả? Ừ, cái chân. Tôi nhớ bài này rồi, nghe hát nè. Ừ. Lùa nắng cho vào buồn tóc em. Có lý em mới có tóc. Bàn tay xanh xao đón yêu phiền. Lặp lại cái tay không có chân. Ngày xưa sao nắng thu không vàng, để nắng đi vào trong mắt em. Ê, có mắt chứ chưa có tay có chân à. Em qua công viên bước chân âm thầm. Trời ơi. Có cái chân đó. Tới anh nè. Cái gì? Cái răng. Cái răng hả? Cái răng. Ờ, cái răng. Có răng hát đi. Có rồi. Hát đi. Này cô bé có chiếc răng khỉ. Trời ơi. Sao chừa một cái không chịu nhổ đi. Trời để ơi, làm chi? Có răng hả? Có răng. Bây giờ tới anh. Tôi. Anh đố tôi cái răng. Bây giờ tôi đố anh hả? Họng ra coi. Cái lưỡi. Ha, có lưỡi. Giang anh mà gì có cái lưỡi. Không có cái lưỡi thua. Trời ơi. Có lưỡi thua hả? Về. Cái lưỡi. Nè, có rồi. Tôi xin người. Chưa, không phải, làm lại. Tôi xin đừng thương dùm phần tôi. Xin đừng thương hại người ơi vì tôi nhớ phấn son cuộc đời. Phấn son chưa có lưỡi. Tôi xin đừng đưa đón vui cười. Xin đừng đón đã gọi mời vì tôi tin chót lưỡi đầu môi. Có lưỡi rồi, tới anh nè. Tới tôi cái gì? Long. Cái gì? Long. Long gì? Long mày, long mi, long mũi rồi đó. Trời đất ơi, đối gì mà ác ôn vậy trời ơi. Long, nghĩ tầm mày à? Long. Hát đi. Về con ơi. Long về con ơi. Hát đi. Thả như giọt mưa khô trên mặt em. Thả như giọt mưa khô trên mặt duyên. Để ta nghe thoáng tiên mưa vội đến. Nhưng giọt run run ướt ngọn lòng măng. Có lòng măng. Có lòng măng. Bây giờ bắt đầu tới anh. Cái râu. Trời ơi, râu. Cái râu. Có rồi. Giáp sĩ chào nghiêng tuốt gườm người sang. Trước cung son ra mắt ngọc hoàng. Chưa có râu. Hân hoan ngài vuốt râu cười. Đi đâu mà lạc lối lên trời. Có râu rồi, râu rồi linh ơi. Hay quá hay trời ơi. Tôi chết rồi, tôi thua rồi. Chứ mấy gì có khó đố. Cái gì? Có rồi. Cái lưng. Cái gì? Cái lưng. Hát đi. Cái lưng hát đi. Có. Mình có ba người vừa đứng nét đôi mươi. Nhưng chiều mây cái lưng đồi. Tầm mắt nhướng xa khơi. Có cái lưng đồi. Giang ơi, lưng đồi chứ không phải lưng anh à. Lưng đồi miễn sao có chữ lưng thôi anh. Giang quá vậy. Hồi nãy anh không giao à. Bây giờ tới anh à. Tôi hả? Tới anh quay vòng coi. Có rồi, cái này gần cái lưng à. Cái mông. Không Giang anh, không có bài nào có mông nha. Không có mông thua. Giang tôi không? Cái mông.
người lướt mây trời, giao kiếp sống không chung với một kẻ đi tìm giao sông nước mênh mông. Mông thôi cái đó trơn gian không chơi à. Trơn gian. Tự nhiên cái mênh mông anh đưa cái mông vô không chịu à. Ai mới hồi nãy anh đưa nguyên cái lưng đầu vô làm chi? Trời ơi. Thôi chơi chơi danh vậy chứ. Bây giờ mấy cái loại nhạc này hát không hay nữa. Bây giờ tôi anh hát cái loại nhạc mà thịnh hành nhất nước Mỹ giờ đi. Thịnh hành nhất là nhạc gì vậy? Nhạc rap á. Rap là lấy bài này khúc bài kia khúc rap vô hả? Phải, nhạc rap có nghĩa là nhạc rap của Mỹ đen nó giật 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 vậy nè. Vậy thôi chơi luôn đi, dám. Không? Rồi, bắt đầu hát không? Rồi. Vô. Are you ready, Wylin? Yeah, ready, Vincent. Okay, we just do three lights on. You're right. Yeah. Yeah. Wow. Wow. Wylin xin chúc các nữ lưu, dù cho trong túi có mấy xu, đàn ông vẫn cứ theo như ruồi bu. Còn dân xin chúc các ông tình yêu như các biển đông, gần nhau hôm trước hôm sau là dông. Hey! Từ nay xin chúc mừng quý bác, vợ đẹp con ngoan hướng dài dài, ngày đêm xả láng bạc bài, tiền chồng có sẵn không xài để chi xa. Còn dân xin chúc mừng quý bác, vợ đẹp con ngoan hướng dài dài, ngày đêm xả láng bạc bài, tiền chồng có sẵn chẳng xài để chi. Chia các cậu nhớ lo đi học, kẹo có ngày móc bọc xin nhai, tương lai đói rách dài dài, bài 52 lá đếm hoài không xong. Phần các bà có chồng hãy quảng đại, ra thứ chồng nếu lo dạy đi đêm, chồng mà có lấy vợ thêm thì mình hãnh diện gì lên chức bà. Hey! Hoài Linh xin chúc các nữ lưu, dù cho trong túi có mấy xu, đàn ông dân cứ theo như ruồi bu. Còn dân xin chúc các ông tình yêu như các biển đông, gần nhau hôm trước hôm sau là dông. Thời ta xin tứ tứ xin, cần chi đau khổ khổ đau, cùng nhau dân giới dân Sơn và Hoài Linh. Dạ, dạ, pháp sư còn... Nằm xuống! Con gái con lứa nằm vậy hả? Nằm đàng hoàng coi! Okay, vuốt ve lại! Sao vô nhà tự nhiên thầy pháp kêu nằm xuống nằm liền như ngu vậy trời? Đứng lên! Dạ, đứng! Đứng hai chân! Dạ, đứng ạ! Ủa đây đứng sáu chân và hai chân! Hai chân! Đứng hai chân! Dạ, hai chân rồi thầy! Nhảy đi, nhảy nhảy, tăng 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 Thế lại, ta lớn rồi. Ô. À, bệnh viện tâm thần mới thả ra hả? Dạ đâu có. Sao dạ. Vào trong này thè cả lưỡi ra thế? Đâu có đâu, tôi vô tới đây tôi kiếm pháp sư. Mà ông pháp sư ở trong, ông kêu tôi làm cái gì tôi phải làm vậy. Tại vì ông linh thiêng lắm. Anh là ai cho tôi gặp ông pháp sư được không? Pháp sư à? Dạ, Trần Phiêu Diêu. Đây. Ủa? Pháp sư đây hả? Tôi là pháp sư. Dạ, thấy không? Mỗi lần pháp sư bận màu đen mà hôm nay xanh dờn vậy. Dạ, còn tươi quá. Vẫn còn xanh tươi. Dạ. À, cho vào tự dưng thè lưỡi, thè đồ ra làm gì thế? Dạ, tôi đâu có biết đâu. Thầy kêu tôi làm gì tôi làm vậy à. Tôi ngoan lắm. Ồ, tôi có kêu bà đâu. Chứ nãy giờ thầy kêu ai? Nãy giờ tôi tắm lợn.
Ủa thầy nói vậy là thầy nói thầy sao tôi như con heo vậy đó hả? Không, tôi tắm con lợn, tôi có nuôi con lợn nên nó là thú cưng của tôi. À vậy hả? Tôi bảo nó đứng hai chân lên nằm vật vã ra mà. À, hả? Chứ thầy không phải nói kêu nói tôi là heo đúng không? Không, tôi không nói bà là heo, tôi không nói bà là heo là lợn gì cả. Bà hỏi cái câu này tôi mới đánh giá bà là lợn đấy. Thì làm sao ta? Móc cái đầu óc hơi lợn tí. À gọi là óc heo đó. Dạ. Thì và đây có việc gì đây? Dạ, dạ xin phép thầy. Gì vậy luôn rồi? Gì nữa thầy? Sao bà ngồi lên con chó của tôi? Dạ không có ghế không thầy ơi. Không, cái vòng con chó. Hả? Này Lucky, sorry con nhá, con chết một lần rồi. Con mẹ này con ngồi lên cũng không chết nữa đâu nhá. Dạ dạ. Đi đi con, đi. Đi rồi. Trời sao nhà thầy dông không vậy hả thầy? Đây tôi nói cho cô nghe, tôi làm pháp sư 35 năm rồi. Dạ. Đấy. Trong nhà này tôi nuôi tất cả các loại vong. Như thế ghê vậy? Này vong chó, vong mèo này, vong lợn này, vong chim này, gà này. Nói chung là những con vật nào mà người nó bị chết oan chết ức mà người ta giết nó ăn thịt mà cảm thấy nhất là chó. Không, cái vong đó tôi cũng thấy đó thầy. Thấy ở đâu? Ở ngã năm chuồng chó đó, bữa thấy cái đùi ngon quá định vô ăn. Này, ăn cái đấy là mắc nghiệp đấy nhá. Làm gì mắc nghiệp? Đây, bà thử ăn thịt chó đi rồi xong bà thấy mắc nghiệp nhá. Dạ. Mai mốt cho bà phải nghiệp con chó, bà phải nuôi con chó nhá. Dạ. Xong rồi bà phải dẫn đi nhá. Rồi bà để cái túi ni lông trong này, ở đây có tờ báo này. Xong bà dắt nó đi nhá, tung tăng. Đấy, tung tăng xong rồi nó đi vào gốc cây, nó đứng, rồi bà phải đứng bà rình này. Đấy, khi nào nó đi ra bà phải hốt xong rồi bỏ trong túi, xong bà bỏ thùng rác. Đúng rồi thầy, cái nghiệp đó của tôi đó, giờ tôi nuôi thú cưng tôi chăm sóc còn hơn con tôi nữa mà. Đấy. Dạ. Không nên ăn thịt cầy. Dạ. Cảm ơn thầy nhắc nhở nghe. Ô. Cái gì nữa thầy? À, con chim mà hỏi đi. Hòa Mỹ nó đậu trên cái khăn. Con ơi xuống đừng có trên khăn cô. Trời ơi. Ôi Miu. Cái gì nữa? Sao con cào cái quần của cô? Đấy, tốt. Thôi đi rồi. Nó đi rồi. Tôi đuổi nó đi ngay. Bà mà tuột cái đấy xuống thì cả cái dạp này nôn hết. Đúng rồi thầy ơi. Chứ lõa lồ coi nó kỳ lắm, bận áo dài mà không có quần cái kỳ đó. Nói chung là giờ xúc vật trong nhà thầy nó đi hết chưa thầy? Đi rồi, ngồi xuống đi. Rồi được chưa? Được rồi. Ngồi đây được không? Thôi tôi ngồi xuống đây. Ngồi bận áo quần thế này mà ngồi đây hèn lắm. Ngồi dạ. Đây đi. Ngồi đi. Dạ anh chó, anh mèo, anh heo, anh gà cho đi anh ngồi. Đi rồi, đi rồi. Trời ơi, nhà vậy là xúc vật không thấy ghê quá. Dạ. Ôi! Cái gì đó? Nó cắn em ở đây. Không. Bà quên vén cái tà áo, tôi sợ nó nhăn. Ngồi xuống. Thầy làm như thầy me tôi, thầy để ý tôi lắm nha. Thầy để tôi yên 5 phút nha, nãy giờ tim tôi là nó nhói rung động hết trơn rồi đó. Dạ. Dạ. Ê. Dạ. Thế hôm nay đến đây để làm gì? Dạ thầy riết, cho nên em quên giờ mới nhớ thầy riết. Quảng cái này, cái này quảng ngay xưa con. Sao thầy? Em nói bình thường còn chưa nghe, vừa khóc vừa nói thì chó nghe. Tại thầy hỏi đến gia cảnh em thì em khóc vậy đó mà. Gia cảnh thì cũng vừa vừa ấy. Dạ. Nói không ai nghe gì. Dạ, dạ nói bình thường. Bình thường. Thầy là tôi vô đây là tôi thấy vong xung quanh là tôi nể thầy rồi đó thầy. Thầy bắt vong hay quá. Trời ơi xin lỗi cô nha. Dạ. Tôi là nổi tiếng một thời. Anh liệt. Gọi hồn luôn mà. Vậy hả thầy? Tôi gọi hồn. Tôi gọi cái hồn nào mà nó ly kỳ không thầy? Này nhá, tôi nói cho cô nghe, tôi làm việc rất là nguyên tắc. Dạ. Cách đây 5 năm, tôi gọi luôn được cả sơn tinh thủy tinh lên luôn. Gọi sơn tinh thủy tinh lên chi? Gọi sơn tinh thủy tinh lên để giãn hòa. Rồi có hòa không thầy? Hòa rồi. Hòa rồi cho nên là không có bị ngập lụt, không có bị này kia nữa rồi. Xạo xạo không, mỗi lần mưa nó cũng ngập quá thì ngập đó thầy. Này, ngập cái đấy là không phải là do thủy tinh nhá. Ủa vậy hả? Là do con người. Con người mắc gì làm ngập? Con người xả rác nhiều quá nó ngập cống ấy. À. Đấy, rồi phá rừng nhiều quá ông sơn tinh ông chọn nước xuống luôn. Hay quá, đúng rồi. Đấy, chứ không phải là ấy đâu. Này, tôi còn là trị được luôn cả, chữa bệnh luôn được cho cả con ma cả tưng đấy. Mà con ma mà nhảy vậy ngày xưa phim đấy. Ồ thầy nhảy giống thiệt chứ. Đấy. Nhìn thầy giống lắm. Này. Dạ. Không phạm thượng thế nhá. Dạ dạ. Ôi thầy ơi mà tại sao con ma nó không đi bình thường, nó phải nhảy cả tưng vậy, mệt này. Con ma đấy nó chôn lâu rồi. Dạ.
nó chôn lâu rồi mà người ta cứ chôn thẳng thế này này thì cơ nó cứng. Thầy nói rồi, thầy làm sao? Thế tôi mới chụp cái vòng nó lên, xong rồi tôi làm vật lý trị liệu. Thế tôi cho nó đi tập gym. Thế là nó đi hay quá, tôi nể thầy quá. Ma cà tưng mà thầy còn chăm cứu được nó, hay quá. Bởi vì dạo này người ta không có làm ma cà tưng, nó làm mấy ma khác không. Hay quá, tôi nể thầy quá, thầy ơi. Hay quá trời luôn, còn gì để nói nữa. Đấy, thế à, tôi nói thật với cô ấy, ngày xưa tôi ở Mỹ đó. Dạ. Tôi à, cũng à, gọi vong. Dạ. Gọi vong cho người ta. Vậy hả? Đó, cô dạ xem. Có, tôi là tôi người ta giới thiệu tôi mới biết chứ tôi đâu biết thầy đâu. Người ta mở trên mạng, ta nói ngày xưa thầy chụp được cái vong của cái vợ của cái ông mà cái mặt sệ sệ có cái nốt ruồi đây nè. Đó, mà chụp được cái vong mà trong khi bả còn sống mới hay á. À, cái đấy là tại vì ông đưa địa chỉ nhầm. Đưa địa chỉ nhầm. Nói thật ra thì trong bao nhiêu năm đấy thì tôi cũng làm ra tiền nhiều lắm. Dạ. Thế rồi đầu tư vào trung tâm nha khoa. Trời đất ơi, thầy làm pháp sư chưa đủ sao còn mở nha khoa làm chi thầy? Mở mẹ gì. Nói sai chúng nó vả cho rớt răng ấy thì đi làm ấy chứ. À, người ta đánh, người ta đánh gãy răng xong rồi vào nha khoa làm hết. À vậy hả? Anh ra giờ thầy mới về Việt Nam ở đúng không? Ừ. Vậy mới có phước gặp thầy. Dạ. Nhưng mà hôm nay cô đến đây xin lỗi cô này, có việc gì chứ hôm nay là nói chung là tôi giải nghệ rồi đấy. Ơ trời thầy ơi, đâu có giải nghệ được thầy. Tôi tới tôi nhờ thầy giúp mày giải nghệ chết tôi rồi. Không, tôi quyết định giải nghệ rồi. Giải nghệ? Trong đâu giúp tôi đi thầy. Tôi giải nghệ. Đừng có giải nghệ mà. Tôi phải giải nghệ. Đừng có giải nghệ. Tôi giải nghệ, tôi tính cái này này. Dạ sao? Tôi 35 năm tôi làm nghề, cũng dạ. Là 35 năm là kỷ niệm của Thúy Nga. Dạ. Thế là tôi tính sang Mỹ trở lại để tôi xem chương trình 35 năm Thúy Nga. Thầy ơi, thầy có đi á, thầy cũng giải quyết công chuyện gia đình cho tôi xong rồi tôi cho thầy đi. Tôi thầy đi coi đi qua Mỹ phải không? Đúng rồi. Dạ, đi qua Mỹ là phải có tiền đô chứ thầy. Này. Dạ. Tôi nói cho cô nghe nhé. Dạ sao ạ? Cô đừng lấy tiền cô đập trong mặt tôi như thế này. Tôi không bao giờ thích cái trò này. Không có thầy ơi, thầy cô nói... làm như thế này là sĩ diện của tôi ở đâu? Thầy nói vậy là sai rồi, đó là tiền. Còn cái nào tiền đập vô mặt nó phải sắp như thế này đó. Đập như nè, đập nè. Thấy cơn không? Giống như mắt ra cái này mới đập nè. Đập nè, thấy cơn không? Đó, cái đó mới đập đó thầy. Này, cô nhờn mặt vừa ấy. Cô đem tiền ra cô đập vào mặt tôi thế này à? Cô tưởng đâu là tôi cần cái này à? Dạ thôi. Cô sao lấy lại thế? mới vừa đùa. Đùa. Tại vì em sợ thầy cầm tiền nó bự quá mệt. Thôi cầm này nó nhẹ nhẹ vậy thôi à. Chắc cái tay. Vàng à? Dạ khỏi cắn thầy. Ừ cái này thì được. Dạ. Vậy thầy giúp hả thầy? Bây giờ tôi giúp cho. Dạ. Tôi giúp về nhanh chóng để tôi còn đi sang Mỹ lại. Dạ. Thế bây giờ gia đình có chuyện gì? Trời ơi thầy, không dám cái chuyện. Đây này, cái mồm lại khóc nữa. Ờ, không. Nói thôi bình thường. Con nhỏ con gái gả lấy chồng mà nó kỳ quá thầy, nó không chịu lấy, làm như dông nhập nó. Hồi đó nó ngoan, nó nghe lời tôi lắm. Sao mỗi lần giờ nó nhìn mặt tôi ha, là mấy ngày nay nó nhìn thẳng vào mặt tôi ha, nó chỉ thẳng vào mặt tôi, nó nói bà vừa lùng vừa xấu vừa ác lắm bà biết không, bà vừa lùng vừa xấu vừa ác bà biết không. Ngày nó chửi tôi ba lần như chú đại bi. Thế là bà giận nó chứ gì? Tôi giận lắm thầy ơi. Tôi nói cho bà nghe, vong nhập đó. Ờ, không cần phải vong nhập. Tại sao vậy thầy? Nhá, gặp tôi cũng nói như thế. Nếu bà cao bà đẹp nó đâu có nói bà lùng bà xấu thật. Nhưng mà là con cái, có đứa nào nó dám nói mình vậy đâu. Từ đó giờ tôi nuôi nó hai mươi mấy năm chưa bây giờ nó nói. Bây giờ vong nhập nó mới nói đó. Thế bây giờ bà tin là vong nhập gì? Vong nhập với lại gì nè, nó không lấy á. Bà chồng nó đi về đây mà nó chửi ổng vậy. Ổng về nước xong bảo lãnh tôi. Thế thằng kia bao nhiêu tuổi? Dạ 13. Ôi 13 tuổi ấu dâm à? Là sao thầy? Con bà ít nhất phải hai mấy mà lấy 13. Đâu có, 13 năm nữa là ổng 100. Tính ra là 87 tuổi. Dạ 87 tuổi. Thế sao không lấy bà? Ông không chịu lấy tôi. Chứ ông chịu là tôi hốt ông rồi. Ừ, cỡ này 100 tuổi cũng không lấy bà đâu. Nói quá thầy. Tại vì ông là Việt Kiều cho nên là tôi mê ông lắm. Ông lấy cái là đảo lãnh hai mẹ con tôi qua liền. Bây giờ thầy giúp tôi, thầy chụp cái vong ra cho nó đồng ý đi ông. Thế con bà đâu? Dạ con em ngoài kia kìa.
kêu nó vào đây. Con ơi con, tôi vô tôi trình với thầy trước thầy. Đây nè, con gái tôi nè, đẹp quá phải không thầy? Nè con tôi nè, vô đây con, vô. Dạ đây con đất ơi. Dạ. Trời ơi, cái chỗ gì mà tối thui như cái động vậy? Hả? Trời ơi, nói kỳ vậy con. Cái am của người ta mà nó có động, làm như mẹ là gái của ông này là khách vậy. Quên, đeo kiến. Ừ, gỡ kiến ra. Trời ơi, cũng tối thui à. Dông nhập nó thầy thấy không, sáng vậy mà nó thấy tối thui à. Thấy ghê không? Chào thầy đi con, bỏ đồ ở đây rồi chào thầy. Khoanh tay chào thầy. Ông có dạy tôi ngày nào đâu mà mới bắt tôi kêu ông bằng thầy. Này này, tôi nói cho cô nghe nhá. Không cần phải dạy mới gọi bằng thầy. Có nhiều người học vật vã ra, đi dạy chỉ có một bộ người thế này gọi bằng thầy thôi. Người nào người ta học gọi bằng thầy thôi. Còn những người như tôi này, chỉ có một tí tẹo của ơn trên cho thôi. Bao nhiêu người phải gọi bằng thầy. Chắp tay, con lạy thầy, con lạy thầy. Thầy đừng lạy con gái. Chả biết con mẹ gì. Dạ, thầy đừng lạy con gái em. Dạ, dạy thầy, thầy giúp con gái em đi, con gái của em đó. Con gái bà đấy hả? Dạ, con gái em á. Tôi nói bà nghe. Dạ. Con gái bà quá đẹp. Dạ. Gặp cô ấy tôi chỉ có 8 chữ trong một câu thơ để tôi nói về sắc đẹp của cô ấy. 8 chữ. Nói đi thầy. Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. Hay quá. Con tôi mà 9 tháng 10 ngày ít nhất nó phải lấy miếng máu tôi chứ. Nhờ vậy nó mới đẹp đó. Đấy, tôi nói nha. Trong một cái chuối nó đẻ mấy cây con. Dạ. Nó phải giống cây mẹ. Phải giống em chứ. Tôi nói thật với bà, con bà nó 8 chữ. Dạ. Bà chỉ 4 chữ thôi là đã nói lên được sắc đẹp của bà. Của em giống như là thuốc bắc mà sắc lại vậy đó. Người ta 8 chữ là em 4 chữ, đúng không? Đúng. Quốc sắc thiên hương. Bình thường. Tứ đại mỹ nhân. Bèo. Chim sa cá lặn. Bỏ đi. Chứ là 4 chữ gì? Ma chê quỷ hồn. Má. Cái gì? Con tôi không có bệnh gì hết trơn á. Hả? Má ở đây đi. Tôi đi về. Con mà về hả? Con mà về má đập đầu tự tử liền luôn á. Trời ơi má ơi, con đã nói với má là con không có bệnh gì hết á. Con mà về má cho xe cán á. Xe cán tôi đi, xe. Xe cán tôi đi. Mỗi lần á mà con nói tới má cái má đòi chết đòi sống à. Xe cán tôi đi. Con xe. Không có bệnh gì hết á. Cán tôi đi. Để, mày cứ để yên đi, mày cản làm gì. Để cho xe cán bà đi. Thế giới đỡ một con xấu. Trời đất. Cái gì vậy? Thầy ơi thầy, nó bị nhập rồi đó thầy. Bà vừa lùn vừa xấu vừa ác. Bà vừa lùn vừa xấu vừa ác. Tôi nhìn bà lâu lắm rồi bà biết không? Đó, thầy thấy không? Đó, thấy ghê không thầy? Má ơi. Cái gì vậy? Con bị gì sao tự nhiên con mệt quá? Trời ơi, cái dông này nhập vô mà không phải dông bình thường. Cái dông này làm như là... Con mệt con cứ ngồi đây đi. Ngồi đây. Thấy không thầy? Thầy ơi, con bị gì vậy thầy? Không, con bị... Sao đây? Cái gì vậy? Tôi nói cho bà nghe nhá. Con này... Quỷ nhập nó? Không, quỷ là bình thường. Con này phải hơn con quỷ. Hay quá thầy ơi. Nó nhìn vào mặt con quỷ này mà nó chửi được, nó phải hơn là con quỷ kia. Pháp này, ông đang khen hay chơi tôi vậy cha? Không, cái đấy là tôi nói thật chứ không phải là bình thường. Đúng rồi. Tôi nói bà nghe. Bây giờ có cách nào trị nó không? Bây giờ cách trị thì tôi rất là nhiều. Đây. Đây. Tất cả những cái này là tôi toàn là trị quỷ. Ờ. Dây thừng này. Roi dâu này. Ừ. Chổi cha này. Ừ. Đòn gánh này. Ờ. Đấy. Chổi lông gà này, tất cả các thứ. Nhưng mà không ăn thua với cái con này đâu. Bây giờ kiếm cách nào trị nó? Bây giờ phải hiện đại hơn. Đúng rồi. Tôi trục là phải ra. Với điều kiện. Điều kiện gì? Chích điện. Từ đó tới giờ tôi mới thấy á, nó sợ được kìa. Chích điện nó cười là nó sợ đó. Yên tâm, chích điện nó sẽ ra. Bây giờ. Nhưng mà có sao con gái tôi không? Không, nó chỉ ú ớ tí thôi rồi cái vòng nó xuất ra thôi. Dạ dạ dạ. Bây giờ này, bà ôm nó lại, bà ôm nó lại dạ. Nha. Con gái ơi, con gái, ra đây mẹ, mẹ nói nghe nè. Mẹ thương nè, ra đây mẹ thương nè. Ra đây mẹ không bây giờ này nha. Nghe lời mẹ, cho mẹ ôm. Lâu quá mẹ không ôm con, mẹ ôm cho lay cái đẹp. Người ta nói là ôm người đẹp nó sẽ lay đẹp nha. Ôm mẹ, mẹ ôm con. Ú tung mất tung mất tung. Mẹ làm cái gì vậy? Ôm mà ôm mà. Rồi, mẹ làm gì vậy? 1 2 3 chích nè, chích. Ôi da. Cái gì vậy? Mẹ bị gì vậy? Tạo dáng. Bị gì vậy? Tao có đây, đừng muốn đứng vậy. Sao không? Không có bị gì hết trơn á.
Thấy nghe nè, ông hiện giờ là ông đang chí tao điếc à. Chí nhõng tao câu luôn. Tao nha, điện chứ không phải đồ chơi nha. Má có sao không? Ây à, má bị vào. Má bị hết trơn á, má muốn ôm tao. Má muốn ôm tao. Chí chí. Trời ơi, má có sao không vậy? Không có cái vòng nào nhập con vòng cô nội. Trời ơi, ôm ba mẹ, ôm mẹ, ôm mẹ. Sao nghe mùi silicone đâu vậy? Tôi không có cảm giác gì ông. Bây giờ là bà đã làm quen được với nguồn điện này rồi. Quen ngủ nội tôi chứ quen. Nhờ có miếng mút hộ giá. Trời ơi má. Không ơi. Có. Không có quen đâu. Ông làm ơn ông cẩn thận giùm tôi đi ông thầy. Trời bà. Ông phải cẩn thận. Đây, đây, đây. Má bị gì không vậy? Thầy. Má. Bà có bình thường không? Ôm nó vào. Má, bà có bình thường không? Anh Hương. Má đừng có làm sợ nha. Anh Hương. Anh còn mạnh không? Anh ủ con gái. Hả? Anh ủ con gái. Bà mới bảo gì? Ủ con gái. Cái gì? Con lạy mẹ. Con năm nay 73 tuổi rồi. Nửa cái con còn làm không được. Má. Chết mẹ. Má, má có sao không vậy? Ê, cha nội nó nói muốn xả hồn. Bà mới bà gì? Tôi nói là ông còn khỏe, ông phụ tôi một cái để ôm con gái tôi lại. Cái mặt ông đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Tôi nghĩ như con gái bà nghĩ đây. Má bậy quá nha. Ba chết lâu rồi, má hồi xuân phải không? Trời ơi! Mày tầm ba không à? Ba mày mà còn sống hả? Là cái như ông chửi mày á. Nói mày bậy bạ không à? Nếu như mà ngày thời xưa làm mà Tiết Hạnh Khả Phong như má đó, thờ chồng hai mấy năm mà thế nào cũng được trưng cái bảng. Cái gì vậy? Bà. Bà vừa lùn, vừa độc ác, vừa xấu. Bà vừa lùn, vừa độc ác, vừa xấu. Bà vừa lùn, bà độc ác, vừa xấu. Chửi má. Tôi nói cho bà nghe, bà lấy con gái bà ra chỉ là để bà kiếm lợi cho bà thôi. Bà chỉ ham tiền, bà ham tiền bà gái con gái của bà. Ồ, sao giống chồng tôi vậy? Tôi dù có chết tôi cũng trở về đây để tôi bảo vệ con gái của tôi. Mình, ba ai cười vậy? Để qua tán mặt tay. Xuân rồi. Xuân rồi đi à? Ai mới vừa nhập vào tôi thế? Chồng tôi mới nhập vô thầy á. Hay quá thầy ơi. Thầy làm ơn nhập lại đi, lâu quá tôi không tán vô mặt ổng, cho tôi tán ổng cái cho nó đã. Này bà chị ơi. Cho tôi tán. Em không điên. Giang em làm mấy lần rồi. Bây giờ em không thích một cái tát vào mà em phải đi làm răng nữa đâu. Cái ông chồng này thiệt, lúc nào ổng cũng nhanh lẹ, làm cái gì cũng lẹ, không bao giờ lâu được hết trơn á tội. Bực quá trời luôn thiệt, bây giờ làm sao thầy? Hả, như mới có điện thoại. Đây này, đây này, trời. Trời ơi, nó rung mà còn không nghe nữa. Cái gì? Hả? Chị Thúy hả chị Thúy? Trời ơi ơi. Dạ dạ, rồi em biết rồi, thôi tay thấp. Dạ chị thấp nhang giùm em nha. Chết rồi con ơi. Cái gì vậy má? Cái ông chồng của con 87 tuổi đó, ông đòi về lấy con. Bà vợ bà đứt con áo bà chết rồi. Có bà bạn bà nhờ bà tới bà phúng biếu mà mới thấy. Ông sáu đời vợ kéo tới đang chia gia tài, bắt đầu về xé tôi luôn. Nay tôi có bà chị bà báo. Đừng có vé. Chị. Ủa nó nghe nè, sao tôi đang buồn mà hai người vé nhau vậy? Bây giờ giải quyết đi. Xin lỗi bà. Hả? Chuyện này á, con bà nó nói tôi hết rồi. Ủa làm sao con? Tôi bị ma nhập mà. Ma nhập khỉ gì? Có bà điên thì có. Bây giờ tôi hỏi bà đây, con mình đẹp mơn mởn này, bà đi gả cho thằng 80 mấy tuổi, bà điên à? Thì tôi nghĩ là qua bển thời gian thế nào nó cũng chết, thì tôi hưởng gia tài luôn. Hồi nín đi. Nó xấu đời vợ kìa. Có tên bà không? Ê, nó kể cho tôi nghe hết rồi. Ủa con, sao con không nói với mẹ là con kể cho thầy, làm nãy giờ ông vô ông chích điện mẹ muốn giật. Con nói mà mẹ đâu có nghe đâu. Mẹ ham tiền, mẹ ham đi Mỹ, mẹ ép con lấy ông Việt Kiều. Con đâu có thương đâu, con có người yêu rồi. Sao con nói với mẹ con có người yêu? Tại vì ảnh còn đi học mà ảnh học ở Mỹ á. Hả? Con sợ mẹ không chịu nên con không nói. Ý, hình như ảnh gọi con nè. Alo. Anh thấy em không? Em nè. Anh Teo hả? Em nở nè. Trời đất ơi. Nó Teo hả con? Dạ. Ngược lại đi. Mà con Teo nó nở chứ. Nó Teo có làm ăn gì được không? À
anh ơi, mọi việc ok hết rồi. Mẹ em không ép em lấy ông Việt Kiều nữa. Quen thế. Ê, ê, Tèo. 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 Ê, mày ở bên đấy mà mày quen được con bên này đẹp thế. Mày giống thằng cha mày đấy chứ. Tao là thằng này giỏi. Ê, nó nghe nè, ông là ai mà không biết thằng cha nó? Anh, thôi chút nữa em gọi là anh sau nha. Nha. Hả? Bà hỏi gì? Anh là ai mà biết thằng cha nó? Này, không được gọi là thằng cha nhá, phải gọi là anh cha nó. Ơ, từ đó tới giờ người ta chửi tao nói trời, cái mặt nhỏ y chang thằng cha nó à. Chứ đâu ai nói mặt y chang anh cha. Đặc biệt ở trong ngôi nhà này phải gọi là anh cha nó. Bắt gì tôi phải kêu anh cha? Cha nó đây. Thằng Teo đấy là con của tôi. Anh, con anh đó hả? Hai cha con đẹp y chang à. Con thì teo, cha thì quéo. Thì cưng quá trời vậy đó à. Này gái. Dạ. Anh hỏi gái, gái có nhìn thấy anh chưa mà gái bảo anh quéo. Nãy giờ thấy đứng quéo quá. Không, anh đứng thì quéo thế thôi. Nhá. Anh nằm nó không quéo. Nằm thẳng hả? Anh nằm quéo? Nằm thẳng ha, nằm thẳng. Dạ. Tôi nói cho bà nghe. Xin lỗi bà, con bà gặp ai chứ gặp con tôi thì tốt phúc rồi. Vậy hả? Mà con tôi nó cũng tốt phúc là gặp con này. Con này nó không phải như bà, tính nết nó khác bà. Nhá. Còn con trai của tôi báo cho bà biết, nó không phải là một đứa bình thường. Nó học đàng hoàng, nó ra đại học rồi, nhưng mà nó ước mơ nó vẫn làm một cái gì đó to hơn. Cho nên nó học còn một năm nữa nó ra trường để nó lấy một cái bằng mà sau này nó có thể kiếm tiền nhiều hơn. Đấy là cái bằng người ta gọi là tiếng Mỹ, người ta gọi. Có biết tiếng Mỹ không? Biết. Tôi sợ không biết thì nói ra không biết đấy. Này, cái bằng ấy gọi là cái bằng massage. Hay. Trời ơi thầy ơi, master chứ không phải massage. Master. Mẹ về Việt Nam lâu quá quên mẹ tiếng Mỹ hết rồi. Chửi tôi cho đã, hỏi tôi biết anh văn không đồ. Tưởng sao quất cái mắt, foot massage 15 đồng giờ. Con ông học master là nó ra cử nhân đồ xịn lắm. Đồng ý chứ không đồng ý, tại con tôi nó không nói. Tôi nói cho bà nghe, cái nghề gọi hồn đồ này nọ tôi bỏ rồi. Pháp sư phiêu diêu để treo đây để làm kỷ niệm thôi. Thế bây giờ này, con tôi nó quen với con của chị. Ừ. Thôi vào trong đây. Đi vô ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Dạ. Ê, để xem ngày nào tốt tốt đấy. Ừ. Thì mình lại cho hai bên gặp nhau. Thôi cần mẹ gì xem ngày. Bỏ đi. Cứ mê tín dị đoan như thế này thì không được đâu. Chúng nó lừa, chúng nó ăn hết cả tiền. Đấy đấy, bây giờ thôi ông anh cứ xem đi. Coi coi hai đứa nó ngày nào tốt cho nó có với người ta. Không. Vậy là mẹ chịu hả mẹ? Chịu chứ. Bây giờ này này, sẵn dịp là Tết rồi. Với lại dù gì cũng là một nhà. Ở đây đây vô. Rồi ở đây cũng quẩn lâu rồi, đây đây cũng vô được một cặp. Này, 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 này. Gì nữa? Cái này là phải xem lại nhá. Làm đi xem lại. Xin lỗi bà, đây dù đây không là cái gì nhưng nhan sắc cũng không đến nỗi tầm thường. Không phải là dai mà dễ dãi như thế nhá. Không có con gái con lứa nào mà gặp dai một hôm mà đi tỏ tình như thế này. Mà cũng không có thằng đàn ông nào mà ừ ngay đâu. Tôi là tôi có cái quyết định của tôi. Tôi có cái sĩ diện của tôi. Phải cho tôi thời gian. Bao lâu? Hai hôm. Mai anh trả lời. Quá cái vồ đặt giả bộ. Rồi bây giờ cứ quyết định. Nãy tôi thấy chích vô vòng ba tôi là tôi nghi rồi. Cứ quyết định thế này. Yeah. Cái Tết này thì cho gọi nó về luôn. Nó về ăn Tết ở đây. Rồi sẵn rồi dẫn sang nhà chị. Nếu mà được thì cho chúng nó làm đám cưới luôn. Thế là Tết này là mình tam hỷ lâm môn. Ủa làm gì tam hỷ lâm môn? Thì nó với thằng kia một cặp. Đây với đây một cặp. Ủa vậy mới có xong hỷ à? Tam hỷ, chẳng lẽ tôi có chữa? Trời ơi má. Bậy nghe. Cái này chích vào đít bà. Trên đây chưa có gì. Ra đây. Đây này, cái tam hỷ lâm môn là này là đây sao? Với đây một cặp, đây với đây một cặp. Tết nữa, vui nữa là phải tam hỷ lâm môn không? Vậy hả? Vậy thôi giờ báo hỷ với bà con, ra duyên mình cưới luôn. Cưới luôn nha con nha.